Trong video này thì thầy sẽ giúp các em thành lập cái hệ thức liên hệ, rồi là giúp các em nhìn được cái tương quan về pha của ba cái đại lượng trong dao động điều hòa. Đấy là gì nhỉ? Ly độ, vận tốc và gì? Giả tốc. Thì đầu tiên là chúng ta phải nhắc lại cái ba cái công thức của ba cái đại lượng này và công thức tính. Đó là nhắc lại nhỉ? Nhắc nhiều lần lắm rồi, nhắc lại. Chúng ta có gì? X bằng gì? A cos omega t cộng gì? Cộng phi này. V bằng gì rồi? Trừ A omega sin omega t cộng gì? Cộng phi. Và A thì bằng trừ omega bình x bằng trừ omega bình này. A cos gì nhỉ? Omega t cộng pi. Đó là ba đại lượng quen thuộc trong dao động điều hòa. Thì trước khi tìm về hệ thức liên hệ của các đại lượng này thì chúng ta phải hình dung là chúng ta bám vào cái nguyên tắc gì. Một là chúng ta tìm cái hệ thức liên hệ. Một là hệ thức liên hệ. Hệ thức liên hệ nha. Các em để ý rằng là trong các biểu thức của x, v, a thì nó đều dính dáng tới hàm sin và hàm cos. Thế nhưng trong toán học thì chúng ta biết là gì nhỉ? Sin bình. Có một cái hệ thức đấy là đúng trong mọi trường hợp, đấy là sin bình của một góc alpha cộng với cos bình của một góc alpha thì luôn bằng 1. Thế nên là chúng ta sẽ bám vào cái nguyên tắc để thành lập các cái hệ thức là chúng ta bám vào nguyên tắc này, là bám vào gì này, là sin bình của một góc alpha bất kỳ cộng với cos bình của góc alpha bất kỳ thì bằng gì, luôn bằng 1. Dạ. Trên cái cơ sở các nguyên tắc này, bây giờ chúng ta để ý tới x, va nào. Từ ba cái hệ thức này chúng ta lần lượt suy ra được nào? Suy ra được hệ thức thứ nhất thì chúng ta suy ra được cos gì nhỉ? Cos của omega t này cộng phi chính là bằng gì nhỉ? X trên gì? X trên a. Hiểu chưa? Hệ thức thứ hai chúng ta rút ra được gì? Sin của omega t cộng phi thì lại bằng gì? Bằng chữ V trên gì nhỉ? A omega. Và hệ thức số 3, hệ thức tính gia tốc thì chúng ta suy ra được cos bằng gì nhỉ? Cos vẫn là cos omega t cộng pi này, nhưng mà không phải là tính theo x và a mà tính theo gì nhỉ? Gia tốc. Thì chính là bằng gì này? Chữ A này trên gì? Omega bình nhân với nhân với a. Chúng ta xin được ba hệ thức cos sin cos, được chưa? Bây giờ bám vào nguyên tắc này, sin bình cộng cos bình bằng 1 thì chúng ta cứ chọn cái cặp sin bình cộng cos bình bằng 1, thay hai bên vào là được hệ thức nào. Thứ nhất đây là ta đặt đây là 1 đi, đây là 2, đây là gì, đây là 3. Từ 1 và 2 chúng ta có gì? Cos bình chính là bằng x bình trên gì? A bình. Còn sin bình chính là v bình trên gì nhỉ? A bình omega bình. Ở đây chúng ta rất dấu trừ bởi vì đã bình phương rồi, thì trừ với cộng là giống nhau. Như vậy là chúng ta được các hệ thức như sau. Hệ thức thứ nhất liên hệ 1, liên hệ 1 này, đấy là giữa x với lại gì nhỉ? V. Cái này người ta còn gọi là hệ thức độc lập của x, v với thời gian, bởi vì trong cái hệ thức này nó còn không còn chúng ta không còn trực tiếp nhìn thấy gì nữa. Thời gian đấy là gì? Sin bình cos bình là x bình trên gì? A bình cộng với v bình, tức là sin bình trên a bình omega bình bằng 1. Và có thể biết từ cái hệ thức gốc này chúng ta có thể triển khai ra nhiều cái hệ thức dạng khác. Ví dụ một cái hệ thức mà rất tiện để tính toán đấy là x bình cộng với gì? V bình trên gì? Omega bình bằng gì? Bằng a bình. Đơn giản là chúng ta nhân gì nhỉ? Nhân a bình lên thôi.
Đấy là hệ thức liên hệ giữa x và v. Tiếp nào, bây giờ chúng ta nhìn xem nào. Cái này thì chúng ta không thể tận dụng được sin hình của cos bình. Nhưng mà nhìn xuống dưới tiếp nào, 2 với 3 xem nào. 2 là gì? 2 là sin rồi, 3 là cos thì chúng ta có thể thành lập được. Đó. Liên hệ số 2 đây là gì? Liên hệ này. Liên hệ 2. Đấy là gì? Giữa v và gì nhỉ? V và a. V thì cho chúng ta hệ thức về sin bình, tức là v bình trên gì? V bình trên a bình này, omega bình này, cộng với gì? Cos bình, tức là gì? A bình trên gì? Omega của mấy nhỉ? Omega của 4, a bình đây bằng gì? Bằng 1. Được chưa? Và cái này thì có thể viết cho các em một dạng khác nữa, để ta nhớ với các công thức thôi. Người ta có thể viết cái dạng như này. Đó. A omega chính là cái gì? A omega chính là V gì nhỉ? V max. Còn A nhân với omega bình thì chính là gì? A max. Thì nên có thể viết cái này là gì? V bình trên gì nhỉ? V max bình phương cộng với gì? A bình trên A gì? A max bình phương bằng gì nhỉ? Bằng 1. Tức là có thể triển khai nhiều dạng thức khác nhau tùy theo đề bài mà chúng ta vận dụng cho nó linh hoạt. Thế nhưng mà một số cái câu hỏi các em cũng hay gặp, đấy là thường người ta yêu cầu các em là gì? Nhận xét về đường biểu diễn của đại lượng này theo đại lượng kia. Ví dụ nhìn vào hệ thức này, cái này thì hoàn toàn chuyển thành toán học rồi, vật lý là chấm hết từ đây, còn chuyển thành toán học. Nhìn vào đây, đương nhiên là cái dạng thức này chính là dạng thức phương trình tổng quát của gì nhỉ? Elip. Thì chúng ta có cái hệ trong cái hệ trục gì? Đường biểu diễn của gì nhỉ? V này, O gì? O x đi cho nó mắt này. Thì chính là gì? E gì? Elip. Còn ở đây là gì? Thì có thể viết là V O gì? V O A cũng là gì? Elip này. Đường biểu diễn của V O A này. Qua này cũng là một e gì? Elip. Thì việc nhận xét về quỹ đạo, dạng quỹ đạo của các đại lượng là chúng ta hoàn toàn dựa vào kiến thức toán học. Chẳng hạn như là nhắc tiếp là liên hệ giữa gì? Thằng này thì liên hệ nó đơn giản rồi, tức là a bằng gì? Liên hệ 3 đi. Liên hệ 3 tức là a bằng gì nhỉ? A bằng trừ omega bình x nè. Thì nếu cái đề bài yêu cầu bảo là đường biểu diễn của x theo a nó là cái gì, nhìn vào đây chúng ta biết ngay nó có dạng giống như nhà y bằng ax, thì rõ ràng nó là gì nhỉ? Đường biểu diễn nè, tức là a ox nè, trong hệ trục ax thì cái này có dạng là gì? Dạng là một đoạn gì nhỉ? Đoạn thẳng. Và đương nhiên đoạn thẳng này là phải qua gì? Quả ô. Tại sao đây mình không nói là đường thẳng mà lại nói là đoạn thẳng? Bởi vì chúng ta đang xét dao động điều hòa và chúng ta biết rằng giá trị đại số của x nó nằm trong đoạn từ trừ a đến gì nhỉ? Đến a. Cho nên là x ở đây là giới hạn, nó là đoạn gì? Đoạn thẳng qua góc tọa độ. Thì đấy là các em nhìn về các mối liên hệ. Và việc này thì chúng ta không phải nhớ máy móc mà chúng ta nhớ lấy nguyên tắc là cái gì nhỉ? Nhớ ba phương trình tổng quát và nhớ là sin bình cộng cos bình bằng 1. Từ đấy là chúng ta thoải mái triển khai. Đấy là liên hệ giữa ba cái đại lượng x, v, a. Bây giờ thầy lại tiếp tục nhắc các em về liên hệ về pha của ba cái dao động này. Thì trước khi so sánh về pha, chúng ta sang mục 2 đây. Về pha này, về pha dao động của ba đại lượng là x, v này, a này. Thì trước khi mà các em so sánh về pha, các em phải nhớ cho thầy một nguyên tắc, đấy là các em phải đưa về dạng là gì nhỉ? Đưa đại lượng về dạng này, đại lượng về dạng này bằng gì? Bằng một hằng số dương nhân với gì? Nhân với cos
của cái đại lượng phía trong này. Tức là phải đồng nhất về dạng trước khi so sánh. Chúng ta không thể so sánh khi chưa đồng nhất. Thế thì bây giờ trước khi so sánh thì thầy là thầy sẽ giúp các em đưa ba cái phương trình này về cùng một dạng. Và dạng ở đây chúng ta đưa luôn về dạng giống như của x. Tức là x tức là chuẩn rồi. A là hàm số dương, nhân cốt. Và chúng ta có thể như vậy như sau. Có này. Đã. X thì bằng gì rồi? A cos omega t cộng gì? Cộng phi này. V thì bằng gì? Trừ A omega sin của omega t cộng phi. Và chúng ta có thể viết lại là gì nhờ? Thành A này omega sin của gì? Trừ omega t trừ gì? Trừ phi. Em chú ý rằng là sin của góc alpha và sin của trừ góc alpha là khác nhau và nó bằng trừ của nhau. Thì để chuyển cái này thành cos thì chúng ta chỉ việc chọn một cái góc và cộng với góc này bằng gì thôi nhỉ? Pi trên 2 tức là cái này sẽ bằng gì? A omega này cos của omega t cộng phi cộng với gì nhỉ? Pi trên gì? Pi trên 2 chuẩn nhá, về dạng gì rồi? Hằng số dương này, hằng số dương và nhân với cos của đại lượng phía gì? Phía trong. Nào tiếp tục. Còn gì nữa? A nào? A thì bằng trừ omega bình A cos omega t cộng cái gì nhỉ? Cộng phi. Ý cái này chưa chuẩn được. Bởi vì là đằng trước nó đang là hàng số gì nhỉ? Âm. Chúng ta phải đưa cái chữ vào trong, khử cái chữ đi. Thì trên nguyên tắc là chúng ta biết là gì nhỉ? À đây. Đấy là cos của gì? Cos của pi cộng với alpha thì bằng gì nhỉ? Trừ cos thì alpha. Thì đây chúng ta suy ra được, biết ngay là A chính là bằng gì? Cộng thêm pi vào thôi nhỉ? Omega bình A cos của gì? Omega t này cộng pi và cộng với gì nhỉ? Pi. Như vậy là chúng ta đã đưa được về dạng là gì? Hàng số dương và nhân với đại lượng gì? Cos. Vấn đề là bây giờ từ giờ thì chúng ta thoải mái so sánh về pha, là đưa về chung một dạng thì so sánh về pha. Bây giờ bắt đầu nhìn về pha nhé. Pha của đây là pha của dao động, cũng là pha của x này, em chú ý này. Và đây mới là pha của gì? Của v này. Nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là pha của v rõ ràng nó to hơn pha của x một góc là mấy nhỉ? Pi trên gì? Pi trên 2. Trong dao động điều hòa nếu mà hơn kém nhau về pha một góc là pi trên 2 hoặc một số lẻ pi trên 2 thì người ta còn gọi là vuông pha. Nhớ rằng là, và nhớ rằng là pha của v thì lớn hơn pha của x thì người ta có thể dùng một cái ngôn từ khác, đấy là v sớm pha hơn x một góc pi trên 2. Để tiếp tục các em nhìn xuống dưới nữa, đây là pha dao động của gì? Pha của A. Pha của A lại lớn hơn pha của gì nhỉ? V của góc pi trên 2. Tức là A lại vuông pha với gì? Vuông pha với V. Và ở đây thì có thể tổng kết cho các em thành một cái sơ đồ theo kiểu nhớ cho nó dễ dàng này. Chúng ta có các thứ tự từ cái này, A rồi đến gì? V rồi đến gì? X. Thì pha dao động của A sẽ là lớn gì? Lớn nhất. Và lớn hơn V là bao nhiêu? Lớn hơn V là pi trên gì? Pi trên 2. Còn V lại lớn pha hơn x một góc là mấy? Pi trên gì? Cũng pi trên 2. Điều đó có nghĩa là A sớm pha hơn x một góc là gì nhỉ? A sớm pha hơn x một góc là pi. Trong dao động điều hòa thì nếu hơn kém nhau một số lẻ hơn pi, người ta còn gọi là gì nhỉ? Ngược pha, pha dao động hơn kém nhau một số lẻ hơn pi, gọi là ngược pha. Như vậy là kết luận lại là gì? Chúng ta nhìn vào sơ đồ này thì đúng thứ tự trong bảng chữ cái là A, V, X pha dần dần. Đấy là kết luận chung lại là gì? X này A đi. A vuông pha với gì? Vuông pha với V này. Rồi là gì? V vuông pha với gì? V
cũng pha với x này, rồi a là gì, ngược pha với gì nhỉ, ngược pha với x. Đấy, chúng ta có mối quan hệ với pha, và thứ tự là pha lớn nhất là a, sau đến v, đến x. Thì bây giờ đấy là thầy đã giới thiệu với em về hệ thức liên hệ và tương quan với pha của ba cái đại định này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải một số cái ví dụ. Thứ nhất, ví dụ thứ nhất là chúng ta có như sau, nội dung như sau. Ví dụ một này, vật dao động điều hòa, dao động điều hòa có phương trình là x bằng, dao động điều hòa có phương trình x bằng 10 cos 2pt trừ pi 3, 10 cos 2pt trừ pi 3 này cm phải giây, có nghĩa là x của chúng ta tính bằng cm, còn gì, còn t tính bằng giây. Yêu cầu thứ nhất đấy là viết phương trình vận tốc, phương trình gia tốc của vật. Một là các em làm cho thầy là viết phương trình này, b phương trình gì, a viết phương trình vận tốc, phương trình gia tốc của vật. Yêu cầu thứ hai là xác định độ lớn vận tốc của vật. Xác định độ lớn vận tốc của vật, yêu cầu số 2. Xác định độ lớn vận tốc của vật tức là chỉ đối với v bằng hỏi chấm khi vật ở lý độ, khi vật ở lý độ x bằng trừ 5 cm. Yêu cầu số 3, xác định độ lớn gia tốc của vật khi vật có tốc độ 10 pi cm trên giây. Yêu cầu số 3 đấy là xác định độ lớn gia tốc khi cái gì, khi v bằng 10 pi cm trên giây. Đây sẽ hướng dẫn các em giải cái ví dụ này. Ví dụ này là một ví dụ đơn giản. Nào, chúng ta lần lượt giải quyết từng ý một. Ý thứ nhất là viết phương trình này thì siêu dễ rồi nhỉ. Một nào, chúng ta có v bằng gì, v bằng trừ a omega sin của gì rồi, omega t cộng gì, cộng phi. Đây là phương trình tổng quát của v. Giờ các em để ý này, a đây, a là bằng 10, omega bằng 2 gì, 2 pi, còn phi của chúng ta là bằng trừ phi trên gì, trừ phi trên 3. Thì lát vào chúng ta có ngay là gì nhỉ, 10 nhân 2 là 20 pi này, đây là trừ 20 pi sin của gì, 2 pi, 2 pi t trừ pi trên 3 này, trừ pi trên 3. Và đương nhiên là x ở đây chúng ta thay cm thì ở đây sẽ là đơn vị là cm trên gì nhỉ, trên giây, là phương trình vận tốc. Nào, gia tốc a thì lại càng đơn giản nhỉ, a của chúng ta bằng trừ omega bình gì, x ở đây bằng 10 cos 2 pi t trừ pi trên 3, omega bình ở đây là gì, 2 pi tất cả bình, tức là thành 4 pi gì nhỉ, 4 pi bình. 4 pi bình nhân với 10 tức là chúng ta sẽ có cái này là bằng trừ 40 pi bình, đấy là omega bình a đấy, trừ 40 pi bình. Rồi nhân với gì, cos của 2 pi, 2 pi t trừ đi pi trên 3. Và đương nhiên đơn vị của gia tốc chúng ta đang thay a là bằng cm thì chúng ta có cái này là cm trên gì nhỉ, giây bình. Thế là xong cái yêu cầu thứ nhất là viết phương trình vận tốc và phương trình gia tốc. Cái này là siêu dễ. Nào, ý số 2 thì chúng ta mới sở tới cái gì, sở tới cái hệ thức độc lập này, hoặc là các em có thể giải quyết trên một hướng khác. Ở hướng này thiêu thầy cảm nhận nó nhanh hơn, còn ở đây thì đang muốn nhắc theo cái hệ thức độc lập thì chúng ta sẽ dùng hệ thức độc lập, tức là gì, xác định độ lớn vận tốc khi x bằng trừ 5. Thì chúng ta thấy đây là liên hệ giữa gì nhỉ, x và gì, v. X v là ta có ngay cái gì, x bình á cộng với gì, v bình trên omega bình bằng gì, bằng a bình. Như điều này có nghĩa là chúng ta cứ việc thay số vào thôi, trừ gì, trừ 5 này bình phương
cộng với v bằng v thì chưa biết, đang được tìm nào. Đây omega thì bằng mấy rồi, 4 gì, 4 pi bình à. Và ở đây bằng a bình, tức là bằng mấy, 1 gì, 100. À, đấy là việc thay số vào. Từ đây chúng ta suy ra nào, v bằng bao nhiêu nào, à, x bằng v bằng bao nhiêu, a omega là bằng 20 ở đây. À, vị trí là chúng ta từ đây chúng ta tính được độ lớn của v chính là bằng 10 pi can gì, can ta cm trên trên giây. Ở đây là thầy đang hướng dẫn các em làm thi vật tiếp độc lập. Thế nhưng cách được chọn này lại là một cách tồi, bởi vì nó chậm trong quá trình tính toán. Thế thì ở đây thì có thể giúp các em nhìn một cách nhanh hơn. Và cái này chúng ta có thể áp dụng nhẩm nhanh một số cái bài. Ví dụ đây, chúng ta để ý rằng là trong phương trình của x, x này thì bằng gì rồi, a cos omega t này cộng phi này. Còn v thì lại bằng gì nhỉ, trừ a omega sin gì omega t cộng gì cộng phi, kèm theo sin bình cộng cos bình lại bằng mấy, bằng 1, được chưa? Thì các em nghĩ rằng là nếu như chúng ta tìm được giá trị của hàm cos thì chúng ta có thể suy ra được giá trị của hàm gì nhỉ, hàm sin. Chẳng hạn bài này, hãy lấy để nhẩm nhanh này, đấy là gì, x bằng gì, x bằng trừ 5, tức là sẽ bằng trừ a trên mấy nhỉ, trừ a trên gì đây, trên 2, tức là cos bằng 1/2. Cos bằng 1/2 thì đương nhiên là cos bằng 1/2 nhá. Cos bằng 1 trừ 1/2. Thì chúng ta suy ra được à, sin sẽ bằng gì nhỉ? Cộng trừ gì? Căn 3 trên gì? Căn 3 trên 2. Đúng không? Cos bình cộng cos bình bằng 1. Điều đúng nghĩa là khi mà x bằng trừ 5, tức là cos bằng trừ 1/2 đấy, x bằng này thì chúng ta sẽ suy ra được v chính là bằng gì nhỉ, cộng trừ căn 3 trên gì, căn 3 trên 2, vì đấy là sin mà, nhân với cái biên độ của vận tốc a omega. Và thầy thấy rằng mình nhận ra được là gì, a là gì rồi, 10 nhân 2 là 20 pi, 20 pi chia 2 bằng gì, 10 của chúng ta có 10 pi căn 3, đúng chưa? Và chúng ta có thể thành lập một số cặp này, ví dụ như là x bằng cộng trừ a trên 2 này thì suy ra được v sẽ bằng cái gì, cộng trừ a căn a omega căn 3 trên gì, trên 2 này, x bằng cái gì, cộng trừ a căn 2 trên 2 này, tức là cos bằng gì nhỉ, căn 2 trên 2, thì suy ra được v lại sẽ bằng gì, cộng trừ gì cũng là sin bằng cos a omega trên gì, trên 2. Rồi là x nếu như bằng cái gì, cộng trừ a căn 3 trên 2 này, thì chúng ta suy ra được v bằng cái gì, cos bằng căn 3 trên 2 thì sin lại bằng 1/2, tức là cộng trừ a omega trên gì nhỉ, trên 2. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái này để làm nhanh trong một số cái bài toán mà chúng ta không cần phải xác định dấu, mà chỉ cần xác định độ gì, độ lớn đấy, cặp giá trị. Chứ còn nếu như các em cứ áp dụng thuần này thì được, bấm máy người thao tác máy thật nhanh, còn không thì chúng ta dùng cái này, được chưa? Đấy là ý số 2 thầy muốn nhắc các em để lựa chọn tính cho nó nhanh. Bây giờ sang ý số 3 thầy, bây giờ đây ý số 3 nào, độ lớn của a bằng bao nhiêu khi v bằng 10 pi cm trên giây. Thì nếu như áp dụng cái này chúng ta cũng có thể giải nhanh, v bằng 10 pi cm trên giây mà v max là bằng mấy nhỉ, v này để làm luôn cái này theo kiểu nhanh ấy, v bằng 10 pi này cm trên giây thì đương nhiên là bằng v max trên mấy nhỉ, v max trên 2, tức là bằng a omega trên gì, trên 2, sin bằng 1/2 thì chúng ta suy ra được cos bằng mấy, cos chính là cos omega t cộng phi chính là bằng cái gì,
cộng trừ gì? Cộng trừ căn 3 trên gì nhỉ? Căn 3 trên 2. Sin 1 phần 2 cos bằng cộng trừ căn 3 trên 2. Thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ suy ra được x bằng mấy nhỉ? X bằng cộng trừ gì? Cộng trừ a căn gì? Căn 3 trên 2. Và biết được x thì chúng ta dễ dàng suy ra được độ lớn của a đấy là gì? Chỉ đổi a bằng omega bình nhân x chỉ đổi. Đáp số vào sẽ là gì? Omega bằng 2 pi rồi. Đây là 4 pi gì? 4 pi bình à. Nhân với x lúc này là bằng a căn 3 trên 2 tức là 10 căn gì? Căn 3 này trên gì nhỉ? Trên 2. Và kết quả cái này của chúng ta là chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Cái này bằng 20 pi bình căn 3 bằng 20 này pi bình căn 3 và đơn vị sẽ là cm trên gì nhỉ? Dây gì? Dây bình. Ngoài ra thì các em có thể vẫn sử dụng hệ thức độc lập này. Hệ thức độc lập này thì chúng ta có cái gì rồi? À, có được V rồi nè. Có được gì rồi? Omega rồi. Omega rồi. Có được cả gì rồi? A. À, và trong này chỉ còn duy nhất vẫn là gì nhỉ? Giả tập A. Thì cái đấy là em tự thực hành này. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 2. À, ví dụ 2 là một bài trong DH 2008. Đây. Bài này thì lại thuần áp dụng hệ thức độc lập. Nội dung như sau. Cơ sở con lắp lò xo. Con lắp lò xo có K bằng 20 Newton trên mét. Khối lượng vật nhổ là M bằng 0,2 kg. À. Tại thời điểm T. Bài cho là tại thời điểm T này. Tại thời điểm T nhá. Thì này, chúng ta có cặp giá trị như sau. Thì cái thứ nhất là V của chúng ta bằng 20 cm trên giây này. A bằng 2 căn 3 mét trên dây bình. À, tìm A tức là tìm nhiệt độ giao động. Thế thì bài này đúng là cũng thuộc loại là rất đơn giản. À, nhưng mà đơn giản với những người cẩn thận, các em chú ý đây, đơn vị này đang rất khập khiễng này. À, anh V này là có gì? Cm trên gì? Dây. Trong khi đó anh A là gì? Mét trên dây bình. Cho nên là nếu như không cẩn thận khi áp dụng cái hệ thức độc lập giữa V và A thì chúng ta sẽ gặp sai số với kết quả này. Đây, đây sẽ thay số trả lời câu này thì rất chi là dễ trả lời luôn này. Chúng ta có cái gì áp dụng luôn cái này nhá. Có V bình trên omega bình này cộng với gì? A bình A nhỏ bình trên omega 14 bao nhiêu rồi? A bình. Và chúng ta lần lượt đáp số vào như sau. B chuyển hết sang cm nhá. B là gì rồi? 20 này. 20 bình. Omega thì bằng căn K trên gì nhỉ? Căn K trên M. Căn K trên M là tức là M lệ bình phương. Thôi được rồi, thầy tính riêng cái omega nào. Omega bằng căn K trên gì nhỉ? Căn K trên M. K bằng gì? Bằng nào? Căn của 20 trên M là 0, gì nhỉ? 0,2. Và kết quả rất đẹp là bằng gì đây? 10 radian trên gì rồi? Dây, nghĩa là chúng ta lắp vào đây là gì nhỉ? 10 nhá, 10 bình phương này. À, cộng với A đây. Như thầy báo rồi thì chuyển thành gì nhỉ? Cm thì chúng ta đã thay V là đây. Thì nào, thay V là cm thì ở đây chúng ta sẽ có A bình
là bằng 2 căn 3 này. Chuyển từ mét thì sang thì là gì nhỉ? Cm thì nhân với 100 này. Tất cả bình trên gì? Omega bình. À, omega 14 tức là 10 mũ gì? 14. À, và cái này chính là bằng gì nhỉ? A bình. Thì từ đây các em có thể thay số vào suy ra được kết quả của chúng ta là A bằng 0,04. À, A ở đây là chúng ta đang tính là cm thì nó bằng 4 cm. Đó, kết quả là thay cm hết thì chúng ta có A là bằng cm. Đây là đáp số là A 4 cm. Đây là một cái ví dụ vận dụng trực tiếp hệ thức độc lập trong một bài của đề 2008. Bây giờ thì là giới thiệu với em một cái ví dụ nữa là trong đề DH 2009, ví dụ số 3 như sau. Ví dụ 3 này. DH 09 này. DH 09. Nội dung như sau, cũng là con lắc lò xo. Con lắc lò xo này. À, đây này thì người ta đã cho sẵn cái gì rồi, omega. Có omega thì bằng 10 radian trên dây này. Biết khi VKT bằng VKD. Biết này, khi VKT bằng VKD tức là động năng bằng gì nhỉ? Thế năng. Các em chú ý rằng là nếu như động năng bằng thế năng thì chúng ta nhớ nhanh đấy là vị trí đấy phải là x bằng gì nhỉ? Cộng trừ gì? A căn 2 trên gì rồi? A căn 2 trên 2 nhá. Động năng bằng thế năng. Thì nào, thì bài như sau là thi này. Độ lớn của vận tốc tức là chi đối của V bằng 0,6 m. À, cho 1 mét nhá. Độ lớn 0,6 m trên giây. Trên dây tìm A. À, yêu cầu là tìm A. Thế thì đây cũng là một dạng gần như là trực tiếp gì vận dụng hệ thức độc lập là cái thằng giữa gì nhỉ, x và gì, x và v. Cái khác của bài toán này có khai thác sâu hơn một tí đấy là gì, các em phải hình dung à đây là vị trí này. Người ta cho là khi động năng bằng thế năng thì chúng ta phải hình dung ngay ra được đấy là gì, khi đấy ly độ của vật là cộng trừ a căn 2 trên 2 thì động năng bằng thế năng. Thế là chúng ta có thể áp dụng luôn nào. À, trả lời thì anh áp dụng nào. Có cái gì, x bình cộng với v bình này trên omega bình bao gì a bình, đáp số nào, suy ra luôn đó như sau. X thì bằng gì rồi, a căn 2 này trên 2 này cộng trừ này tất cả gì bình cộng với v bình này trên omega bình bao gì a bình. Và chúng ta có thể rút gọn cái hình thức này ra, bình phương cái này là a bình trên mấy này, a bình trên 2. Vị trí là chúng ta sẽ có v bình trên omega bình cộng với a bình trên 2 bao gì a gì a bình. Suy tiếp ra được gì, suy ra được a bình trên 2 chính là bằng gì, v bình trên omega bình. Và chúng ta suy ra được a chính là bằng gì nhỉ, căn 2 này chi đối của gì, v trên gì nhỉ, omega. Lắp số vào thì chúng ta tính được cái này chính là bằng 6 căn 2 cm. Và lắp số là 6 căn 2 cm. Một cái bài cũng mang tính chất là gần như là vận dụng trực tiếp hệ thức liên hệ. À, thầy sẽ giới thiệu với các em thêm một cái ví dụ nữa. À, ví dụ số 4. Như sau, nội dung ví dụ số 4. Nội dung của ví dụ này như sau. Chất điểm dao động điều hòa có phương trình x này. Phương trình vận tốc, có phương trình vận tốc này. Phương trình vận tốc
Và đây là cho phương trình vận tốc v bằng 4 pi cos 2 pi t. 4 pi cos 2 pi t. Đơn vị là cm trên gì? Trên giây. Ô trùng vị trí cân bằng. Ô trùng vị trí cân bằng. Yêu cầu của đề bài là viết phương trình dao động và phương trình gia tốc. Thế là yêu cầu là viết phương trình x và phương trình gia tốc phương trình a. Đây là một câu trong đề thi cao đẳng 509. Thì với cái loại này thì rất đơn giản, thế nhưng mà nhiều em vẫn cứ vướng được cái việc là xác định pha của x với lại a. Rất đơn giản là chúng ta hệ thức này là chúng ta thấy v đằng trước nó là hàng số dương rồi, và chúng ta định hình được ngay a pha của v chính là gì nhỉ, 2pt. Cho nên để định hình được pha của x và a thì rất đơn giản, chúng ta có sơ đồ là gì nhỉ, a v x. Như vậy là muốn xác định được pha của a, chúng ta chỉ việc lấy pha của v cộng với pi trên 2. Muốn xác định pha của gì x thì chúng ta lấy pha của v trừ đi pi trên 2. Đúng chưa nhỉ? Nào, nhưng việc đầu tiên là chúng ta phải xác định biên độ đấy nhỉ. Trả lời ngắn gọn như sau. Có đây chính là gì rồi? Omega này bằng mấy rồi? 2 gì? 2 pi radian trên dây. Và đại lượng này chính là a nhân gì nhỉ? Omega bằng mấy? Bằng 4 thì 4 pi, nó là cái giá trị cực đại của vận tốc ấy. Nào, từ đây chúng ta suy ra được ngay là gì? A chính là bằng gì nhỉ? 2 cm. Thì đơn vị của v là cm, 2 cm. Từ đấy chúng ta suy ra được x chính là bao gì? 2 cos của, lấy pha của v đâu? V là 2 pi gì rồi? Pi t. Vì x cho nên là chúng ta phải trừ đi đi nhờ. Trừ đi pi trên 2. Và đơn vị đây đương nhiên là cm phải gì? Thì dây. Thế là chúng ta được phương trình của gì? X. Xong nhé. Nào, còn viết phương trình của a thì đơn giản, có phương trình của x rồi thì chúng ta dễ dàng viết được phương trình của a. Nào, suy ra tiếp luôn, a chính là bằng gì? Chữ omega bình nhỉ? X. A bằng trừ omega bình x. Nào, trừ omega bình x tức là trừ gì? Bồn omega là 2 pi rồi, bình nhân với x chính là gì? 2 cos của 2 pi t trừ pi trên gì? Trên 2. Và chúng ta có cái này chính là 22 là 4, 4 là 8, là trừ 8 pi gì nhỉ? Pi bình cos của 2 pi t trừ pi trên gì? Trừ pi trên 2 cm trên gì? Dây bình.